mọi người, xin giới thiệu với mọi người, mình chính là Naruto phiên bản béo phì. Trời ơi trời, mình chưa bao giờ mình thấy một con Naruto nào mà nó xấu như con Naruto này hết các bạn ơi. Nhìn cái tướng nó chạy nè, nhìn cái tướng nó chạy nè, nhìn bựa vậy. Còn ngươi là ai? Ngươi chính là ai? Ta chính là rô. Một là mày bị điên. Rô trắng đây. Thì ra ngươi thì ra ngươi chính là râu trắng ở bên One Piece à, đúng không? Đúng rồi. Wow, nhìn ngươi ngầu quá, tại sao ngươi có body xấu muối luôn vậy, xịn dữ ta. Thôi được rồi, hôm nay ta ngươi làm gì vậy, ngươi làm gì vậy? Ngươi không thấy hả? Wow, ngươi đang tập võ hả? Đúng rồi, tập kiểu này là lên muối. Ngươi cứ tập y chang ta, ngươi sẽ có muối như ta. Trời, ta không cần sáu muối. Ta Naruto cho nên ta chỉ cần học nhẫn thuật thôi, chứ ta không cần sáu muối giống như ngươi. Đâu, ngươi sáu muối thì ngươi mạnh không? Ngươi thử gọi là thể hiện sức mạnh của ngươi cho ta xem coi. Đây, sức mạnh vỡ tấm kiếm. Ui. Đó. Wow. Ngươi có sức mạnh gọi là đấm vỡ không khí luôn hả? Cái gì cơ vậy? Ta đọc truyện ta thấy. Ta đọc trong truyện á, ta thấy ngươi là có tuyệt chiêu đấm vỡ không khí luôn đúng không? Đúng rồi. Đó, ghê chưa? Ghê à, còn gì khác không? Ui. Còn gì khác không? Ui, ôi cái gì? Wow. Ghê chưa? Trời mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, Sami râu trắng rồi là dùng tiền chiêu đấm vỡ không khí tạo ra sóng thần xong làm cho mình mất quá trời máu luôn. Trời ơi trời, còn gì khác không? Cú chém thần trưởng. Chân. Wow, xịn dữ vậy. Trời ơi là trời. Thôi, nhưng mà bạn xịn nó cỡ nào cũng không xịn bằng mình đâu, bởi vì mình là Naruto phiên bản Trung Quốc. Hãy xem mình đây. Mình sẽ thể hiện cho bạn xem nè. Như bạn đã xem Naruto thì bạn cũng biết. Nếu như bạn nào đã xem Naruto thì chắc các bạn cũng biết tuyệt chiêu mạnh nhất của Naruto là gì đúng không? Đó chính là thuật phân thân. Hãy xem mình đây. Ui, nào. Chiu. Thuật phân thân. Boom! Tấn công. Tấn công ta. Cái gì vậy? Sao có phải nhiều dữ vậy? Boom! Ui, ghê. Ghê dữ vậy. Nhưng mà không giết được mình, Trời ơi, ui ghê quá ha. Rồi ok, tuyệt chiêu tiếp theo của mình nè, chính là tuyệt chiêu tạo ra một cái vòng năng lượng lốc xoáy. Đó mà mình không biết rồi là người ta gọi là gì hết, mình chỉ gọi đại thôi. Bạn xem mình đây, bạn thấy con khủng long không? Hello mấy đứa. Hai. Xem mình nè. Hơi. Bum. Đó, mình nhào vô mình chưởng khủng long luôn, ghê chưa? Rồi còn tuyệt chiêu khác nè. Nước chứ nước mày ghê dữ vậy? Còn tuyệt chiêu này ghê hơn nè. Nè con khủng long chuẩn bị chết chắc nè, coi nè. Hơi. Phân thân. Trưởng đó, trưởng nó đi anh em, trưởng nó đi. Ủa sao anh em bay trên trời hoài vậy? Đúng rồi, trưởng đó. Lại nè anh em coi nè, chuẩn bị coi nè, trưởng đó. Ôi, anh sao anh em bay trên trời hoài vậy? Trưởng nó đi. Vậy khóc à? Vậy khóc cái bầu trời. Trời sao anh em tôi yếu vậy? Anh em tôi bay trên trời hoài à? Anh em trưởng nó đi anh em. Ôi, sao anh em tôi vô dụng quá ta? Ok. Đúng rồi, tôi pha kè con khác. Pha kè mà pha kè coi ta nữa nè. Tiệt chiêu tiếp theo của ta nè. Lên khủng long luôn. Rồi không? Sợ quá. Cười ghê. Còn một tiệt chiêu nữa. Còn một tuyệt chiêu nữa mà gọi là ta đã gọi là giấu rất là lâu rồi, đó chính là ta có thể biến thành cửu vĩ. Đó, nghe ghê không? Xem ta nè. Boom. Wow, chiêu con cáo hả? Chiêu vậy? Ơi, ta biến thành cửu vĩ, ta nhớ cửu vĩ trong viên anime nhìn nó đẹp lắm mà sao cửu vĩ ở đây nhìn giống con chó ghẻ vậy? Xuống tên. Ôi trời, sao con cửu vĩ ở trong game này nhìn nó giống con chó ghẻ vậy? Trời, không được. À. Nhưng mà nhìn ta vậy thôi chứ đừng tưởng ta yếu nha. Ta có chuyện tuyệt chiêu gọi là phun lửa hơi bị mạnh luôn á, tin không? Ghê, ngươi mà phun lửa được à, phun cho ta đúng xem rồi. Coi. Coi ta nè, phun con khủng long cho ngươi coi nè. Hơi, phun. Wow, phun lửa chó ghẻ nha, ngươi còn phun được lửa luôn á, ghê dữ vậy. Kì, ngươi kêu ai chó ghẻ, ta cào ngươi nè. Ngươi dám tạo sóng thần để quýnh ta hả? Thôi được rồi, vậy thì ta với ngươi sẽ quyết đấu với nhau một trận đi. Rồi, Naruto, râu trắng, nhào vô. Hả? Nhưng mà ta không sợ đâu. Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây. Ôi, trưởng. Chém ta hả? Chém ta. Này thì chém nè. Sợ chưa? Xoáy của chiêu đến. Ây da.
Trời ơi, ngươi mẹ, ngươi sao ngươi mạnh như vậy? Trời ơi mấy bạn ơi. Hắn ta tạo ra sóng thần, cái đầu ép vô cái mình xẹp lép vô con tép luôn. Trời ơi trời, bực ghê ấy trời. Không được, ta không chịu thua ngươi đâu. Hãy xem đây, lốc xoáy. Trời ơi, cái gì tối vậy? Trời đất ơi, ngươi cũng mạnh dữ ha. Ta mạnh, ta không mạnh thì ai mạnh? Ta là Naruto, ta chính là gọi là gì ta? Hokage của làng Naruto, ngươi biết không? Làng lá, ngươi biết không? Trời ơi, cái mặt xấu nhất của những ngươi cũng làm Hokage hả? Thật là không đáng tin tí nào. À, trời ơi, cái thằng này nó láo bạn ơi, cái thằng râu trắng này nó láo, nó dám kêu mình là xấu các bạn, trong khi mình là Naruto đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh làng lá, mà nó dám kêu mình xấu, như vậy là không chấp nhận được rồi. Hãy xem đi, chữa lốc xoáy. Trời đất ơi, còn 5 máu chết rồi. Thôi nha. Còn 5 máu hả? Còn 5 máu là người chết chắc rồi. Ê, trời, lại kẹp ta nữa. Phân thân, quýnh đi. Trời đất ơi. Chết queo luôn bạn ơi. Một điều. Thật là nhục nhã. Ta thấy người rồi. Tao thua một kẻ như ngươi. Trưởng nè. Không được. À, đẹp trai như ta hả? Ui. À, chém ta hả? Hãy xem từ chiêu ta đây. Bùm. Trời đất ơi, nó mạnh dữ thần vậy bay. Nó chưa biến hình mà nó cũng ghê đó trời. Đúng rồi, ta mạnh mà chứ ai không mạnh. Trưởng nè. Ui, hụt quay. Trưởng lại nè. Tuyệt chiêu. Đấm tắt quay. Trời ơi, sao mà ngươi mạnh dữ vậy? Không sao cả, vẫn còn đến tận 10 phút. Tại vì ta đẹp trai, ngươi hiểu không? Tại vì ta đẹp trai. Cái gì, tại vì ngươi đẹp trai hả? Ừ đúng rồi. Người nào đẹp trai thì người đó sẽ mạnh. Bởi vậy cho nên ta thắng ngươi chắc này. Bởi vì ta đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mà. Hãy xem đây. Phân thân. Rồi, ta chửi nó xoay. Ây da, sao có chiêu xài hoài vậy? Hả? Chưởng nè. Được cái chiêu đó rồi. Bùm. Ây da, rồi. Chết hết anh em ta luôn rồi. Cái đồ này. Không chơi. Ôi chết rồi, ta sắp chết rồi. No way. Lốc xoáy. Trời. Không chơi nữa. Chết rồi bạn ơi, thanh niên này mạnh quá. Thanh niên này quýnh mình còn có 30 máu à. Thế nào mình cũng thua thôi, cho nên mình sẽ phải sử dụng sức mạnh khác mạnh hơn. Mình sẽ biết anh cũ vĩ. Ok. Ngươi cũng chó ghẻ đó rồi. Ta phải chạy thôi. Ta sợ ghẻ lắm, ta sợ ghẻ lắm. Chạy thôi. Ngươi dám kêu ta là chó ghẻ hả? Phun lửa. Bùm. Trời ơi. Đúng rồi, chó ghẻ. Trời đất ơi. Ta cào ngươi nè, ngươi kêu ai là chó ghẻ? Phun lửa. Trời đất ơi, bị ghẻ rồi. Trời đất. Thanh niên này láo bạn ơi, thanh niên dám kêu mình là chó ghẻ. Ta là cửu vĩ chứ không là chó ghẻ, nghe chưa? Ngươi láo hả? Ai dạ? Bùm. Trời ơi, có mỗi chiêu lóc xáy xài hoài. Ta được chiêu đó thứ sao chứ, ta là vậy ta là râu trắng mà, ngươi không biết hả? Cửu vĩ phun lửa. Bùm. Sờ. Chạy. Nè. Cào ngươi nè. Ê, rồi xong mình rơi xuống biển luôn. Ê, cào ngươi nè. Phun lửa nè. Lại hụt rồi. Cào ngươi nè. Cào nè. Lốc xoáy hả? Này thì lốc xoáy nè. Đâu quá. Lốc xoáy nè. Phun lửa thêm cục nữa nè. Ô khoan từ, hết rồi. Hết tiền chiêu rồi. Hết rồi nè. Phân thân. Lốc xoáy cứu. Lốc xoáy hoài. Đứng lại. Chửi nè. Ba điều rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ còn có 9 phút mà 9 phút quýnh lâu lắm. Thôi bây giờ bọn mình ngồi chơi quảnh tù tì đi, đến khi nào còn lại còn 2 phút mình quýnh tiếp được không? Nghe hợp lý á. Ok, ta sẽ quảnh tù tì với sushi với okay. Người đó. Chào. Quảnh tù tì nè. Quảnh tù tì nè. Ây da. Ta để giết ngươi. Chết nữa rồi. Rồi xong 3-4 luôn. Trời ơi trời. Thu hoại ta. Không sao. Phúng lửa. Đâu. Ta ghét cho ghẹ nhà ngươi. Không được. Ta bị đau rồi. Cắn người nè. Chạy ra cho thoát. Ta là cửu vĩ. Ta chạy nhanh lắm. Ngươi không làm gì được ta đâu. Phúng lửa. Trời đất ơi, nó chơi vũ kỹ là tao chơi là tao không chơi được rồi. Đúng là Naruto đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh làng lá. Quýnh phát nào là mạnh phát đó. Lại đây, chơi tiếp nè. Tính làm cái gì? Ngươi chỉ có mỗi tiệt chiêu là tạo ra sóng thần với lại là đập bể không khí thôi. Quên mất, ta có bánh mì hồi máu mà. Ngươi lóc xoay ta ăn tiếp, ta ăn vô để ta hồi máu. Thật phân thân. Đắm ngươi nè. Ôi, ngươi chơi cái gì vậy? Cái chơi gì mà muối dữ vậy? Ôi, chơi thú. Đứng lại. Đâu? Ngươi gì đứng? Tuyệt chiêu. Bùm. Ủa sao anh em sao anh em ta cứ bay lên trời hoài vậy? Xuống đi anh em. Bay lên trời hoài. Chơi nhảy hip hop hoài vậy? Nhảy hip hop nè. Này thì nhảy hip hop nè.
Ta nói cho người biết, ta có rất nhiều anh em. Chịu hỏi tiếp. Bùm. Ta có cái gì dữ vậy? Không được, không được. Chịu hỏi thêm anh em nè. Tấn công. Hơi tiếp nữa nè. Không 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 không. Bùm. À, tôi ta xin lỗi, cười đẹp trai rồi. Này thì xin lỗi nè. Ngươi chịu thua chưa anh em? Ta đông lắm, ta chịu hỏi thêm cho ngươi xem. Tức lắm ơi. Ngươi dám làm ta tức giận á. Tên Naruto pha ke kia. Ngươi kêu ai là pha ke? Trời, râu trắng, tưởng râu trắng mạnh lắm, ai vậy râu trắng yếu xìu. Hơi trưởng nè. Yếu yếu xìu, yếu xìu. Ngươi dám nói ta yếu xìu hả? Thật là đáng ghét. Chết nè. Ôi trời, mấy cái con này. Trưởng tiếp nè. Trời ơi, ngươi quýnh một phát một anh em thì chết hết luôn. Ta phải ăn thêm. Ta phải ăn thêm bánh mì để ta hồi máu. Ta ngu gì ta để cho ta hết máu. Ê, lại tiếp tục bánh nữa. Bánh mì nữa, bánh mì ta tức giận lắm rồi. Ây da. Ây. Trưởng nè. Chịu hồi anh em. Lóc xoay. Cái gì vậy? Bùm. Cái gì vậy? Trời nhục quá. Nhục quá. Lại đây, lại đây. Không được. Lại đây, lại đây. Không. Lại không. Đây. Không. Chết chưa? Ta phải chạy. Ta phải chạy. Thôi đông. Cho ta cười cười. Cười hả? Cười nè, chết rồng luôn. Cào ngươi nè. Cái con này. Ta cào ngươi, ta cào ngươi, ta cào ngươi. Cào ngươi nè. Ôi. Ta cào ngươi. Ngươi cào ta ăn cái con chó ghẻ kia ha. Tên này láo thiệt. Trời ơi là trời. Tại sao ngươi mạnh quá vậy hả? Quýnh nhau nãy giờ mà ngươi vẫn chưa chịu thua nữa. Tại vì ta là râu trắng đẹp trai, hiểu không? Đẹp trai cỡ nào? Đẹp trai cỡ nào cũng không đẹp bằng ta đâu. Thôi được rồi, coi như bây giờ ta với ngươi sẽ chiến đấu thêm một trận cuối cùng. Lần này ai thua thì ngươi đã thua luôn, chịu không? Cũng được, nhưng mà phải có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta là râu trắng đúng không? Đúng rồi. Ta thật sự rất thích Naruto. Only you. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ngươi có thể cưới ta được không? Trời ơi. Trời ơi, trời, cái gì vậy? Anh em đâu? Thật phân thân cho ta trốn. Chà, trốn, 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 trốn. Ủa, Naruto nhiều vậy? À, Naruto Fake à? Naruto Fake không bao giờ đẹp bằng Naruto Real của ta. Trời ơi, râu trắng bị biến thái. Râu trắng bị biến thái. Ta đến với người đây, Naruto. Cái đồ biến thái, hãy xem ta đây. Hơi, tiệt chiêu. Bùm, giết người luôn à. Ta giết người luôn, ta không để người sống đâu. Chết chưa? Rồi, chết veo. Ok, vậy là Naruto đây đã giành chiến thắng. Thôi ta về nhà đây, cái đồ râu trắng biến thái. Naruto. Đúng rồi. Ok, các bạn ơi, thì trận này Naruto phong cận đã giành chiến thắng. Còn tên râu trắng biến thái, thôi kệ hắn đi, ta nổi da gà hết rồi. Thôi ta về đây, tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên lại qua bên kênh YouTube của Sammy râu trắng biến thái đăng ký họ cho Sammy nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye. Yêu anh em phải nồi, tạm biệt. Gớm quá. Yêu Naruto. Gớm quá.